Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình đã quay trở lại và như tất cả anh em đều biết, BKAV họ đã giới thiệu Bphone thế hệ thứ 3. Và có vẻ như những cái tín hiệu của người dùng cũng như là những cái người yêu thích công nghệ trong nước thì Bphone 3 có vẻ sắp có những cái thành công bước đầu. Bên cạnh đó thì tại Mỹ, chiếc Google Pixel 3 cũng đã được giới thiệu. Vậy thì không biết rằng những người bạn của mình sẽ lựa chọn giữa hai chiếc điện thoại này, họ sẽ lựa chọn chiếc điện thoại nào? Hãy cùng mình, chúng ta hãy cùng phỏng vấn các anh em nhé. Ok sir. Sao anh Phong? Ok, em biết Google Pixel 3 không? Biết chứ. Biết. Rồi em có biết Google Pixel 3 không? Biết chứ, sao không? Sản phẩm người Việt mà. Đã biết luôn, của thích tiểu quản. À, rồi giữa hai chiếc điện thoại này em chọn điện thoại nào? Giá em chọn Bphone 3 rồi. Anh sẽ chọn Bphone 3. Bphone 3. Có sao lại chọn Bphone 3? Bởi vì nó rẻ. Em là cứ hàng rẻ là quất thôi anh ơi. Tại vì nó rẻ, với lại nó có cái thiết kế màn hình tràn đáy. Ủng hộ hàng Việt Nam, chất lượng cao. Như tất cả các anh em thấy thì chiếc Google Pixel 3 cũng như là chiếc Bphone 3 thì những cái người bạn xung quanh mình hầu như là đã chọn chiếc Bphone 3 là cái chiếc điện thoại họ muốn có cũng như là sở hữu. Thì bây giờ mình cùng với tất cả anh em chúng ta sẽ tóm tắt sơ qua. Đương nhiên là chiếc Pixel 3 mình sẽ để một cái hôm sau, khi mà mình có một cái bài chi tiết hơn về những cái điểm xấu, điểm tốt, điểm mạnh của nó. Và hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại ba cái lý do chính mà những cái người xung quanh mình họ chọn Bphone 3. Lý do đầu tiên đó là về thiết kế. Như tất cả anh em đều biết là thiết kế của Bphone 3, người ta hay nói vui với nhau là một chiếc Mi Mix 2S đảo ngược lại. Nhưng cái sự đảo ngược lại này của BKV đã làm cho chiếc Bphone 3 của họ trông rất là trơn tru và liền mạch. Thay vì có quá chừng nhiều tai thỏ trên thị trường hiện tại, Bphone đã có một cái điểm riêng dành cho họ. Không có phải giống như là những chiếc Mi Mix 2S chúng ta phải giấu camera ở phía bên dưới. Lần này thì Bphone họ đã làm ở phía bên trên. Chúng ta sẽ không có những cái pha chụp ảnh giống là ngước mắt hay là video call hay là gì đó mà chúng ta phải đảo ngược điện thoại lại nữa. Thì đây cũng coi như là một điểm mà BKV họ đã làm rất tốt và người dùng rất là yêu thích điểm này. Ok, như tất cả anh em đều biết thì con chip được sử dụng ở trên Bphone 3 là Snapdragon 636. Đây là một con chip tầm trung, nó nằm trong phân khúc tầm trung và thực sự nó sẽ làm cho tất cả anh em chúng ta hài lòng với cái hiệu năng mà nó mang lại. Tuy không thể nào so sánh được với lại những cái dòng chip cao cấp, nhưng mà với cái mức giá tiền mà chúng ta bỏ ra thì thật sự nó rất là hơn những đối thủ giống như là những chiếc Samsung Galaxy A6 và A6 Plus chẳng hạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng qua với lý do thứ ba, đó là về giá cả. Được bán ra với mức giá là 6.990.000 đồng. Thực sự nó là một cái mức giá mình nghĩ rằng sẽ phù hợp với đại đa số người dùng của chúng ta hơn là so với những phiên bản Bphone 1 cũng như Bphone 2 bị rào cản bởi cái mức giá. Thì lần này có vẻ như BKV họ đã lắng nghe người dùng và giảm cái mức giá mà để mà chúng ta sở hữu được Bphone 3 xuống. Mình nghĩ 6.990.000 đồng không phải là một số tiền lớn, cũng không phải là số tiền nhỏ, nhưng nó là một cái số tiền đủ vừa để mà chúng ta mua cũng như là sở hữu Bphone 3. Vừa rồi là ba cái lý do mà mình đã đi hỏi cũng như là tổng hợp lại, và đa số người dùng chúng ta chọn Bphone 3 là bởi vì những lý do đó. Anh em thì sao? Anh em sẽ lựa chọn giữa Pixel 3 hay là Bphone 3? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Mình là Phong và đến từ B Channel. Xin chào và hẹn lại các anh em trong những video lần sau. Bye.